Dạ, xin chào tất cả các anh cần thủ, chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em ạ. Hôm nay em lên thêm cần câu bè cho mình nha các anh. Cần câu bè, cần câu phờ ly là câu suối, cần câu lu thì có 3 mẫu trên 2m7. Và bên đằng sau thì em gửi đến các anh những mẫu cần câu lăng xe, câu lục ha. Những mẫu hàng em mới về ngày hôm nay. Và hôm nay em đặc biệt gửi đến các anh thêm 2 mẫu cần câu Ikeda ha. Đây, em mời các anh xem 2 cây ha, 1m8 và 2m1 cho mình. Cần câu thì hôm nay gửi đến các anh thêm một cây chính giữa là một cây có thể câu đơn ngâm lăng xê đánh sông hồ thông dụng nhất nha. Rồi, thì phí ship bên em chưa bao gồm phí ship ha. Và anh nào đặt trên 2 sản phẩm hoặc 1 sản phẩm, các anh chuyển khoản thanh toán trước, em sẽ bao ship cho mình. Bên em ship có tàu quốc các nhận hàng, nên động kiểm với shipper giúp em ha. Rồi, không nói nhiều nữa thì em sẽ lên một cây cần câu Heiji. Được làm bằng chất liệu trúc các anh. Đây là trúc nghệ nhân Nhật ha. Cái cần này thì có chiều dài hiện tại là 2m2, có dàn khoen là Fuji, có line Fuji xích nè ha các anh. Đây một cây sứ xích nè, ở trên là Fuji, lòng sứ xanh lam hết cho mình. Và có cái đầu bu nè các anh, đây là đầu bu gold nha, một cái đầu bu gold. Đấy, các anh nhìn nó rất là zinc nha, trên cái cần hàng về là như vậy nha. Cái ngọn của nó có cảm giác cho mình, cảm giác tốt. Các anh câu bè, chắp hành nâu gì, câu cá đô, cá trê, cá đồng đều ok ha. Và có cái nắp chụp gỗ tại đây. Đây là cái nắp chụp ha. Đấy, bát là Fuji FS6, cũng là bát nội địa Nhật Bản hết luôn ạ. Rồi, ok. Đấy, hàng còn đẹp nha các anh, còn nguyên vẹn luôn, không bị lỗi lầm. Ngọn bên trên là ngọn đặc, thân bên dưới là thân trúc. Đường kính ngọn là 1 ly, trọng lượng 165g, cần mã số 1, giá 350, số 1 350.000. Các anh đang theo dõi kênh em, ủng hộ giúp em lượt like, lượt chia sẻ các anh nha. Xin cảm ơn các anh. Tiếp theo là một cây Heiji có độ cứng thấp. Cái này đánh giống như Ikeda, nhưng mà nó cứng cáp hơn Ikeda một tí ha. Là cái ngọn của nó không có lắc nhiều. Đây, cái này rất là ngon nha. Bè cháp hành nâu gì thoải mái luôn. Và cần này là một cái cần của hãng Urban Fishing Rod, chất liệu là carbon. Ở đây nó nhô nhô lên, nó đốm lên là cái phần tem thôi ha. Chiều dài cần 1m8, có khoen bát Fuji ra ban hết. Rồi, ok nha, cây này không bị lỗi lầm, không hụt, hao hụt luôn. Carbon và có ngọn đặc, dàn khoen Fuji hết. Đấy, nó còn rất là nguyên trên cần các anh ha, độ mới cũng còn sáng nè. Bát đẹp nè. Đấy. Đường kính ngọn cần 0.9 ly, trọng lượng 136g, mã số 2. Cây này em bán 330 cho các anh. Số 2 330.000 nha. Cây này độ cứng là 10 các anh, độ cứng 10 nè. 1m8. Câu bè nó có cảm giác hơn ha. Rồi, anh nào muốn cứng thì lấy cây này. Cái này là một mẫu Heiji của Westnow. Westnow nha. Chiều dài 2m1, độ cứng 30. Rồi, có cái tem tại đây, cũng là hàng nội địa Nhật Bản luôn ha. Có phôi carbon để gỗ, khoen bát Fuji và phôi là phôi carbon sóng văn ạ. Cái này độ cứng cao là 30 các anh. Rồi, bên trên nó màu đen là ngọn đặc ha. Ok, Heiji thì đa phần là ngọn đặc tháp long phụng hết cho mình. Bo chống nổ đầy đủ nè. Đầu bu của nó đây. Bấm cặn bấm đắt một tí thôi ha. Đấy. Về mình trau chuốt thêm các anh. Cái phôi không lỗi lầm là ok. Đường kính ngọn 1.2, trọng lượng 175g, mã số 3, giá bán cần là 550 ha. Số 3, cái này 550k các anh. Sang số 4 em gửi đến canh 2 khúc 2 ngọn luôn. Đấy, vì là cần phíp cho nên nó sẽ giá thấp hơn. Nhưng mà cái này thì có 2 ngọn nha, có 2 ngọn. Cần này thì nó chống giật cho mình. Hạng Olympic, chiều dài 1m8, độ cứng 40 cho 2 cây. Một cây màu cam này đánh cảm giác, cây màu trắng này đánh bạo lực, đánh cứng hơn tí ha. Đấy, đế máy gỗ, đế chèo, máy chèo gỗ. Dàn khoen là Fuji hết ạ. Cây này còn rất là đẹp ca. Bát Fuji, khoen Fuji. Đấy, còn rất đẹp nha, còn rất đẹp. Đóng semi chống nổ, bo chỉ chống nổ đầy đủ luôn cho mình. Đây, một cây Heiji ngon lành. Đường kính ngọn là 1.2, trọng lượng 222g, mã số 4, giá bán là 450 các anh nha. Em bán cái này 450.
Số 4. Sang mã số 5, một cây cần có độ cứng cáp cao các anh. Và cái ngọn của nó sẽ có cảm giác khi các anh đóng cá nha. Cây này độ cứng cáp cao. Các anh xem cái phần thân của nó rất là to ha, nó to. Rồi. Cái cần này thì một cái cần của Tokyo đó các anh, của Tokyo hàng nội địa Nhật Bản luôn nha. Chiều dài cây này thì em đo là 2m34 ạ. 2m34, nó có in chữ ở đây. Đó, in những dòng chữ ở đây ha. Tay cầm cuốn chỉ và dây may nè. Có khuyên Fuji cho mình. Ngọn là ngọn đặc. Và được cuốn chỉ bên trên cái đầu đây ha. Đấy. Khuyên còn ngon lành, vẫn còn keo của cần luôn ha. Những cái keo keo loại mới nó sẽ có keo. Ok. Cần này thì có ngọn là 1.8, trọng lượng 254g, 51g, mã số 5, giá là 650. Cần carbon mã số 5, 650.000. Sang mã số 6 là một cái cần đẹp các anh. Cái này là hàng sưu tầm cho mình. Đây là hàng nội địa Nhật Bản ha. Cần Sakura đến từ Nhật các anh. Đây. Mẫu này đẹp. Bên dưới tay cầm là làm bằng trúc ạ. Đây, tay cầm trúc ha. Đế gỗ nè, phôi carbon. Cuốn dây may đây. Cái này cuốn rất là nhiều dây may, nó cuốn tại cái bát luôn các anh ha. Cuốn tại bát luôn, mình vặn bình thường ha. Nè, nè, nó cuốn nè. Cuốn ngay bát luôn các anh. Đây là bát Fuji ha. Bát Fuji. Đây nó cuốn nè. Rất là độc lạ. Và có dàn khuyên là Fuji Gold loại xứ xám ha. Nè, Fuji Gold. Ngọn đặt bên trên. Ngọn sẽ dài hơn cái gốc ha. Đây cái đầu bu đây. Đấy. Đây là hàng cho các anh vừa câu vừa có thể mình sưu tầm lại được ha. Đấy, hàng đẹp. Đường kính ngọn là 1.1 ly, trọng lượng 232g. Mã số 6 giá bán là 1.150.000 nha. Số 6 1.150.000. Những cây này khi các anh ráp vào, cái gió nó không bao giờ lung lay được cái ngọn luôn ha. Cái ngọn thì nó làm cái ngọn nhỏ, ngọn đặc để cho các anh khi đóng cá nó biết cảm giác, biết cái cá nó đóng nha. Còn khi mà các anh ráp vào á, nó rất là thẳng, chắc chắn lắm ha. Rồi, mã số 6 1.150.000. Sang mã 7, em gửi đến các anh một cây hai khúc nè, cho các anh câu câu đơn, câu ngâm, câu sông bè biển, mình câu ngâm ngon ha. Rồi, Shimano chiều dài 1m5 các anh, phôi carbon xoắn nhít 2 da. Và cái ngọn của nó sẽ là ngọn sợi thủy tinh đặc nha. Đây là cái ngọn đặc. Cái dòng này lúc nào cũng là cái ngọn đặc hết. Shimano, nội địa Nhật Bản. Dài 1m5. Dàn khuyên Fuji hết ha. Đây. Ngon lành. Còn nguyên vẹn hết các anh. Nguyên vẹn hết nha. Nguyên cây luôn. Có độ cứng cáp cao á. Nếu mà so với cần hai khúc á, thì nó cứng khoảng 60-80 cho mình. Tầm 80 rồi các anh. Đấy, cái mấy cái mẫu này độ cứng cáp nó cao nha. Và nguyên cái cây ngọn đặc. Gốc là gốc carbon. Khuyên bát Fuji ha. Đường kính ngọn 2.3 ly, trọng lượng 246g. Mã số 7. Giá bán của cần là 690.000. Đây, 690 ha. Lúc trước em bán hơn 900 một cây đó các. Rồi tiếp theo sẽ là cần câu Ikada. Cái này có đi kèm một túi vải. Cái Ikada này là đến từ hãng Pedro Mardine nha. Mardine carbon, còn đẹp lắm các. Đây. Phôi carbon sẵn. Tay cầm cuốn chỉ dây may đầy đủ luôn. Này, cuốn này. Đấy, cái bát là Fuji FS6, các anh có thể gắn máy nhỏ đến máy to. Máy ngang đến máy đứng ha, có tem vàng. Khoen sứ nè. Đấy, đẹp nha. Cây độ mới rất là cao các anh. Hôm nay về được hai cây đẹp. Đây, ngọn nó nằm bên trong các anh. Ngọn đắp khúc ha. Ngọn đắp khúc và nằm bên trong. Đây cần Ikeda. Rồi em soi cái ngọn chi tiết cho các anh xem. Đấy, ok ha. Và cái ngọn của nó, cái ngọn bên trên đặc á, phần đặc trắng á, là sẽ được cuốn chỉ nữa. Đây nó bo chỉ nè ha. Rất là chắc chắn luôn. Rồi, đường kính ngọn là 0.6 ly, trọng lượng 108g. Mã số 8, cây này em bán là 686 nha, số phát tài cho các anh. Mã số 8, giá 686k. Rồi sang mã số 9 ạ.
Rồi, số 9 em gửi đến các một cây cần đến từ thương hiệu Mestec, hàng nội địa Nhật luôn ha. Cây này dài 2m1, có đi kèm một túi vải màu đen đây ha. 2m1 à. Giờ bên dưới đế có cái khuyên buộc bảo hiểm luôn nè. Bát của cần là bát Fuji FS5, các anh gắn máy nhỏ giúp em nha. Gắn máy nhỏ hoặc may là máy ngang. Gắn máy khoảng 1000 cho Ikada này là tốt rồi. Đây, ngọn rất là đẹp. Để gửi đến các anh cái góc trước đã. Có khuyên Fuji dạ quang ha. Đây. Đấy. Có nắp chụp nè. Ngọn đặt ra. Đẹp nha. Đó. Rồi, căn Ikada can mua về vừa câu vừa sưu tầm nha. Đường kính ngọn là 0.6 ly, trọng lượng là 82 g. Cái này giá bán là 790. Mã số 9 790.000 nha. Sang mã số 10 gửi đến các anh một cây cần Wind Dragon, cây này dài 2m4. Độ cứng là 60 đến 100. Đấy, độ cứng cấp cao, về câu sông hồ thoải mái luôn. Đi dịch vụ tự nhiên đều được hết ha, cần chất liệu carbon. Phôi carbon. Khuyên dạng nòng súng cho mình. Bát là bát vận. Khuyên bát đều là khuyên bát hạng ha. Chính hạng của cần. Độ bu thì chống sắn cho mình ạ. Cái cần này về mình câu sông hồ thoải mái, tra sông là chép rô phi, cá chim, cá trôi đều thoải mái luôn các. Đầy đủ ha. Cá tra, cá trê đều được hết. Đấy. Rồi, đường kính ngọn là 3.5, trọng lượng 200 g. Cái này mã số 10. Giá bán là 389k. Mã số 10 389. Chiều dài 2m4, độ cứng là 60 đến 100 nha. Sang mã 11 ạ, em gửi đến kênh cần câu Fly, câu suối nha. Cái đầu tiên là chất liệu Fib. Và nó đến từ Nhật luôn, đến từ hãng Sekbi. Sekbi ha. Tay cầm gỗ bằng. Đây, thương hiệu Sekbi. Chiều dài cần 2m1, độ cứng là thăng 3 đến thăng 4 ạ. Đây, anh nào câu Fly sẽ biết những cây này ha. Những cây này các anh có thể về mình làm trang trí, treo tường đều được đó, ha. Những cây này người ta làm đẹp lắm. Người ta làm trang trí đẹp lắm. Nó làm cong cong cái cần xuống á các. Đây cái mẫu Fly nó làm cong cái cần xuống. Rồi, cái này thì ngọn 1.7, trọng lượng 90 g. Mã 11, giá bán là 350 cho cái này nha. Cái này em bán 350.000. Hàng nội địa Nhật Bản. Xe mã 12 gửi đến các anh một cây dài 2m1, cần Fly phôi carbon, đến từ thương hiệu Olympic ha. Cái này của Olympic. Đây, đế Olympic nè. Đó. Bát là bát đẩy, các anh đưa cái máy câu vào, các anh đẩy cái bát này nè. Các anh đẩy xuống là được ha. Rồi, khoen là khoen Fly và độ mới rất là cao cái này. Khoen đề ba của nó này là một cái phần kim loại tròn ha. Đấy. Cần không lỗi lầm, không dập gãy, không mắc hụt, hao hụt hết. Độ cứng của nó ngang ngửa cái kia các anh. Khoảng thăng 3, thăng 4 ha. Ngọn cần 2.2, trọng lượng 57 g, mã 12, cái này em bán 550 nha. 12, 550.000, cần carbon. Sang mã 13, cây này dài hơn. Đây là một cây của hãng Coatat. Coatat có hình con nai các anh. Chiều dài 2m4, độ cứng thăng 5, thăng 6. Có tem vàng tại đây ha. Rồi, tay cầm ở đây thì cái bát có cái phần gỗ nè. Cây này là một thuộc dòng quặng nha, bát vặn. Đây, các anh cắm vào đây, ở đây có kim loại rồi ha. Nó kim loại giống cái này nè. Rồi, tay cầm thì gỗ bằng còn siêu chưa xé đây. Vàng khoen cuốn chỉ còn đẹp. Khoen sứ Fuji. Đấy, bên trên em sẽ vệ sinh lại sâu ha. Ở đây nó dùng dây nịt á, nó khô, nó dính, nó bám thôi. Cái này thì bán giá các anh là 600 nha. Đường kính ngọn 1.6, trọng lượng 88 g, mã 13, 600.000, cần Fly của Atat. Tiếp theo em gửi đến các anh những mẫu cần câu lua ha. Các anh câu lua theo thông số tại của cần là phù hợp, là mình có thể ném xa và mình có thể câu lóc, chẹm vượt đều đầy đủ nha các anh. Đây là mẫu cần đến từ thương hiệu Bentley. Bentley là thương hiệu của Mỹ các anh. Và cái này nó được xuất xứ ở Đài Loan các anh ha. Đài Loan xuất thị trường Nhật cho mình.
Rồi, chiều dài của cần là 2m7, độ cứng ghi là L. Lực tải mồi là 3 phần 16 đến 5 phần 8 MOZ ha. Lực tải cái cần này là 8 đến 14 LB cho mình ạ. Đây, Bentley Đài Loan nha. Và cái này thì được cái đẹp á, là cái chỗ gỗ tay cầm gỗ bằng. Và dàn khoen là Fuji Six. Đấy, khoen Fuji Six ha. Bát Fuji, khoen Fuji. Còn ngon lành các anh. Đấy, anh nào đánh theo cái độ cứng này và lực tải này thì đánh rất là thoải mái luôn nha. Đấy, đầu bu Fuji Six môi trề chống xoắn dây. Chất liệu là carbon ha. Bentley 2m7 cứng L. Các anh như vậy nè, các anh tải những con mồi mềm và hoặc là mồi giả mình vụt ra rất là đàn hồi, nó rất là cao và ném rất là xa nha. Cái khoen của nó là rất là chất lượng rồi. Loại xứ xích thì nó rất là cứng ha và đắt tiền. Đường kính ngọn 1.7, trọng lượng 191g. Cây này mã 14. Em bán giá sale là 890k các anh. Cây này không dưới 1 triệu rưỡi đâu nha. Cây này hôm nay em bán 890. Mã 14 ạ. Rồi sang mã 15. 15 cây này nó còn đắt hơn nữa các anh. Cây này là trên 2 triệu rưỡi. Cây này là cần Smith nha. Smith thương hiệu châu Âu và nó đến từ Nhật luôn. Chiều dài của nó sẽ là 2m28. Đúng không nhỉ? 2m88 các anh, em xin lỗi nha, 2m88. Và độ cứng của nó sẽ khoảng chừng là L đến ML luôn. Nó có lực thông số tại mồi là từ 6 gam mồi đến 16 gam mồi. Lực tại cái cần này là max 12 LB nha. Phôi carbon và bo chỉ chống nổ đầy đủ luôn. Dàn khoen giống như cây kia, dàn khoen Fuji loại xứ xích. Đây, rất đẹp nha. Cần Smith Bass Fuji. Đấy, độ mới rất là cao các anh. Đây, em mời các anh xem ha. Đẹp, thoải mái luôn. Cái cần này thì nó có đường kính ngọn là 1.7, trọng lượng 200g. Mã 14, giá em bán sẽ là 1.650.000 nha. 14 hôm nay bán 1.650k. Sang mã 15, em gửi đến cái một cây cần có thương hiệu là Sailway Trot. Cây này là bạn châu Âu luôn nha. Nó có hình cái con cá mà có cái mũi nhọn đó các. Đây, chiều dài là 2m7 nha. Độ cứng cây này em cho nó là ML, L đến ML luôn nha. Nó đi đôi với cái cần Smith luôn. Đó. Rồi, tay cầm gỗ bằng. Khoen của cần là khoen Fuji Gold. Đấy, các anh muốn biết Fuji đây, em soi cho các anh xem. Đấy, cái chữ Fuji nằm tại đây ha. Bát vặn Fuji thì nó có hiện rõ ràng rồi ở bên trên đây với lại in là chữ này Fuji Gold nha. Một mẫu cần câu lưu thích hợp các anh dùng máy đứng luôn ạ. Đây, cần nó còn nguyên vẹn không bị lỗi lầm nha. Đấy, ok. Cái này khá là nhẹ các anh, 183g. Đường kính ngọn là 1.9 ly. Mã 16, giá bán của nó là 890 các anh. 16 em bán 890 luôn nha. Xe mã 17 sẽ là những mẫu cần câu lục, cần câu súp nè các anh. Có khoen cái là khoen gập, các anh gập như vậy giúp em. Cái khoen của nó rất là gọn gàng. Các anh về câu bạc bãi biển nè, lục đầu cần nè, ngâm lăng xe nè ha, đánh ba tiêu đều được. Cái đầu tiên thuộc loại mẫu cần rút. Cái này dài 4m2, độ cứng 25. Astroway. Hàng này hàng bãi các anh. Cái này thì nó in cái chữ ở đây Made in China nha. Và ở đây thì sẽ là cái tem cảnh báo. Và đến từ hãng Advent Marine. Có mã code đây. Khoen bát là khoen bát Fuji Japan hết. Đây, bát Fuji Japan. Và chưa hạ bát nha các anh. Bên em sẽ có hỗ trợ hạ bát các anh. Các anh muốn hạ xuống bao nhiêu thì em hỗ trợ cho nha. Đây, sẽ gọt bỏ này xuống, hạ xuống cho các anh. Nếu mà các anh đánh lục, còn các anh đánh bạc bãi biển thì không cần hạ. Cái này thì khoen lai các anh. Đề ba là Fuji, còn bên trên là khoen khoen hạng. Cái này thì em để giá thấp cho các anh về sử dụng. 4m2 cứng 25. Màu nước sơn còn rất đẹp. Nè, bóng sáng luôn ạ. Này, bóng sáng luôn ha. Này, rất đẹp các anh. Không xước nha. Này, rất đẹp. Ok. Rồi,
Những cây này thì có thể đánh từ cá nhỏ đến cá lớn luôn, và cá rất lớn cũng được nha. Ngọn cần 2.4, trọng lượng 512g, mã 17. Cây này giá 520, 17, 520.000, cần carbon. Rồi xem 18. Một mẫu phôi xoắn ít 2 da toàn thân của cái gốc xoắn 2 da. Xoắn 7 cá đó cả. Này cái phần xoắn này. Nó rất là nhẹ. Cây này về đánh ngâm đăng xe rất là ngon. Và đánh lục mà ở ao hồ nhà mình á thì rất là ngon nha. Rồi, cái này chiều dài là 3m6, bản Hàn Quốc xuất thị trường Nhật. Tổng là 4 khúc ạ. Một cây carbon super sub có tem vàng tại đây nè ha. Tem vàng Hàn Quốc. Độ mới cao, khoen bát Fuji Nhật hết. Này, Japan ha. Dàn khoen Fuji hết ạ. Đây. Mẫu mã đẹp các anh. Đấy. Giá thì đi kèm theo ngoại hình và chất lượng của cần luôn các anh nha. Cái này độ cứng khoảng 25 ạ. Đường kính ngọn cần là 2.3, trọng lượng 281g, mã 18, cái này 880.000, mã số 18, 880. Rồi sang mã 19 nè, một cây mẫu có thương hiệu là Daiwa luôn các anh. Đây, Daiwa. Daiwa Superpower, chiều dài 3m9, độ cứng 25. Cái này xuất xứ là Korea, xuất thị trường Nhật, có mã code và tem vàng luôn. Này, đế còn nguyên vẹn ạ. Này, hàng đẹp các anh ha. Khoen bát Fuji Japan. Kêu chị vẫn còn zin hết nha, tất cả màu zin hết. Đây. Phôi cấp bằng sẵn các anh. Ở phần khoen của nó thì nó có lần màu ở đây thì đấy, nó do nó lần màu, nó đẩy lần màu. Đấy phần này các anh ha. Đấy, độ mới còn cao đó ạ. Cần này có ngọn là 2.4, trọng lượng 336g, mã 19, giá bán là 728 nha, 19 780.000. Sang mã 20. Đây, những cây này em bán thanh lý ngày này, hôm nay cho mình luôn nè các anh. Cây 20 này là một cây bạn ADM của Power và thuộc loại súp, bạn Hàn Quốc xuất Nhật luôn. Chiều dài là 4m2. Đấy, những cái cần đều là hàng Nhật bãi về hết các anh. Khoen bát Fuji nè ha. Ở đây nó dính keo các anh, không phải bị hư đâu nha. Cái này là kim loại, cái dính nó dính cái keo nó hở đây nè, nó cộm lên ha. Ở đây nó lộm vô, ở đây nó cộm lên nè. Ở đây cái keo nó dính. Không lỗi lầm nha. Bát nhìn cái bát gặp bình thường. Dàn khoen Fuji loại xứ xám hết ạ. À. Hai khoen chạy nè. Ngoại hình thì có xước vài điểm hạt cát ha. Hạt cát li ti nhỏ nhỏ thôi đây nè. Đấy em soi rõ cho các anh xem luôn rồi đó các anh. Nhãn hàng thì nó như quảng cáo luôn ha. Đấy, càng đẹp. Cái này 4m2, độ cứng tầm 25 cho mình luôn. Đường kính ngọn là 2.4, trọng lượng 309g. Mã 20, giá 830. 20, 830.000. Rồi sang 21 ạ. Một cái cần ngon lành luôn các anh. Cái dòng này hơn 1,5 triệu luôn á. Hôm nay em thanh lý luôn nha. Đây, Ryobi, bạn Kodia xuất Nhật. Có tổng là 4 khúc nha. Chiều dài 4m25, độ cứng là 25. Sub Kaiser của Ryobi. Hàng có tem vàng chuẩn luôn, đầy đủ đây. Đấy, mẫu đẹp. Có bát gặp Fuji FS7. Và có đi kèm dàn khoen Fuji hết luôn ạ. Này, ngọn còn nguyên zin luôn các anh. Cứng 25, ngọn của nó thì ngọn vừa thôi ha, ngọn 2 ly. Tầm đó. Đấy. Tổng là 4 lóng các anh nha. Cái này thì cái lóng cái khi mà thu gọn nó dài á, nó dài khoảng 1m1 trở lên lận. Đường kính ngọn là 2 ly, trọng lượng 423g. Cái này mã 21, giá là 1.150.000.
21 1.150.000. Sang 22 là một cây đẹp, có cái phôi đẹp là phôi carbon xoắn ít 2 da. Đây. Và cái này thuộc một dòng cần sub ít carbon rod 3m9. Độ cứng là khoảng 25 luôn. Đấy, đẹp nha. Bass Fuji FS7 keo chỉ còn rất là đẹp luôn ạ. Khuyên Bass Fuji. Hai khuyên chạy. Cần có tổng cộng là 4 lóng và 3 lóng phôi xoắn ít 2 da. Lóng bên trên sẽ là xoắn thường ha. Đường kính ngọn là 2 ly, trọng lượng 364 g, mã 22. Giá là 692, cần Nhật nha, 690k. Sang 23 em có một cây hàng VIP nè, cái này nó xấu em để giá thấp luôn các anh. Cái này nó xước ha. Cái này là một dòng tốt á. Đây, các anh đã thấy cái Superline này không có giá dưới 2 triệu đâu nha. Chiều dài 4m, độ cứng 23, dòng Superline. Độ cứng 23 là độ cứng rất hiếm luôn. Hạng Ryobi bản Korea xuất thị trường Nhật. Đây, ở bên dưới nó xấu này ha, phần này. Phần trên nó có xước ha. Cánh về cánh lấy màn co cánh bo lại. Và phần bát nó vẫn còn nguyên luôn, nhưng mà nó hơi xấu bằng bát. Mình bo chị lại cũng được nha. Hoặc là anh nào muốn hạ tay thì cứ báo em hạ xuống rồi em bo chị khác vô cho các. Còn dàn khoen của nó vẫn còn nguyên vẹn các. Khoen Fuji loại xứ xích. Xứ xích ha. Rất là tuyệt. Các anh lấy dàn khoen này về mình cũng gần bằng giá trị cái cần này rồi đó. Hai khuyên chạy. Cần không lỗi lầm các anh ha. Cần nó xấu thôi. Cứng 23. Cái này ngọn là 2.4. Trọng lượng là 348g. Mã số 23, giá bán là 690. 23 690.000. Ngọn 2.4 ha. Rồi sang 24 ạ. Một cái cần Daiwa các anh. Carbon silver. Dài 4m5 luôn. Cái này quá VIP. Có tem vàng. Cái này gốc nó to các anh ha. Gốc nó tầm 30 cho mình đó các anh. Rồi tay cầm cuốn chị. Và khoen bát Fuji. Đấy. Cần câu lục đó các anh. Này cái khoen nè. Khoen bát Fuji hết. Mẫu cần lục VIP đời cũ VIP ha. Cứng cáp ra. Đánh cá lớn thì tha hồ luôn á nha. Anh nào tay to thì mình chơi cây này. Cứng khoảng 25 ạ. Đấy, anh nào tay to chơi nha. Đây qua Hà Nội đi Nhật Bản. Đường kính ngọn cần là 2.5, trọng lượng 600g. Mã 24, giá bán là 630. 24 630.000. Rồi mã cuối cùng ạ. Mã 25 các anh. Cái này cái góc nó đầm tay các anh. Cái góc nó tầm 28. 27, 28. Cái này còn đẹp nha. Của hãng Crossover. Chiều dài là 4m2. Đấy, mẫu mã đẹp luôn nha. Có khuyên bát Fuji hết cho mình ạ. Bát Japan. Cái này các anh đánh bạc bãi biển rất là ngon nha. Dàn khoen Fuji loại xứ xám và có cái ngọn to luôn ạ. Đấy, ngọn to các anh tại trì được, đánh thoải mái nha. Màu còn đẹp, sáng đẹp cho mình. Này cứng 25-27 đó các anh. Cứng 25-27. Các anh đánh bạc bãi biển là thoải mái luôn ha. Cây này 4m2. Đường kính ngọn là 3 ly, trọng lượng 574g. Mã số 25, giá là 880. Cái này 25, 880.000. Rồi, và em xin kết thúc video tại đây. Em cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em. Các anh ủng hộ giúp em được like, được chia sẻ ha. Các anh nhớ bấm đăng ký để đón chờ những video mới em sẽ ra. Anh nào đặt hàng hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình. Số điện thoại em là 03567 76692 ạ. Xin chào tạm biệt.